Vâng, xin chào. Các anh chị đã mệt chưa ạ? Có thấy mệt mỏi không? Học có thấy các thông tin mà tôi cung cấp có thấy ok không ạ? Có thấy hữu ích không ạ? Nếu mà thấy hữu ích, nếu mà thấy tốt thì có thể gửi email cho tôi. Nếu mà thấy chưa tốt cũng có thể gửi email cho tôi để chúng ta tiếp tục học hỏi lẫn nhau. Tôi có thể chia sẻ thêm hoặc là tôi có thể upgrade cái sản phẩm này tốt hơn theo yêu cầu mà mong muốn của anh chị. Với một mục đích duy nhất là chúng ta sẽ cùng nhau thành công, cùng nhau học hỏi, cùng nhau chia sẻ kiến thức, được chưa ạ? Vâng, để không mất thời gian của anh chị nữa thì hôm nay thì Phan Anh sẽ chia sẻ với anh chị bài tiếp theo có tên là chúng ta sẽ tìm nguồn vốn đầu tư ở đâu, đúng không ạ? Vâng, cái cơ cấu nguồn vốn của chúng ta đầu tư là như thế nào? Thế thì ở đây nó sẽ có một số loại. Thứ nhất là vốn đầu tư tự có, tiền túi của mình bỏ ra là tốt nhất, đúng không? Chuyển banh cái, xòe tiền ra cái là tốt nhất. Thế thì cần đầu tư một cái quán trà chanh ở quy mô vừa phải ở Hà Nội. Thế ở tỉnh thì tôi nghĩ rất là rẻ, 100 triệu là đầu tư được. Thì ở Hà Nội khoảng 400-500, và thực tế đây là như học trò tôi đầu tư khoảng 400-500 và kiếm lời khá là tốt. Tất nhiên địa điểm bạn ấy chọn tốt và cái thương hiệu bạn ấy nhận nhượng quyền cũng là thương hiệu tốt. Bạn muốn biết địa điểm nào và thương hiệu nào thì liên hệ với tôi, vì đây là bài học thì tôi cũng không chia sẻ hết. Tôi nói hết ra thì biết đâu đấy cái thương hiệu đấy người ta không thích thì sao, tôi lại mang tiếng ra lợi dụng họ hay là PR họ hay là thế này thế khác, đúng không? Ok, cái nguồn vốn số 2 đấy là nguồn vốn góp của cổ đông. Thí dụ như là cổ đông có thể là hai người yêu nhau cùng góp vốn làm ăn, hay là vợ chồng cùng góp vốn làm ăn, hay là hai anh em ruột thịt cùng góp vốn làm ăn, hai người bạn đồng nghiệp cùng góp vốn làm ăn. Đấy, thế thì vốn góp của cổ đông cái này cũng là một cái phương pháp rất là tốt, nên làm. Đấy, tuy nhiên là chỉ nên kết hợp thêm với một đến hai người nữa thôi, bởi vì có mấy trăm triệu mà mình kết hợp với nhiều người quá thì rất là phức tạp, và càng nhiều người đầu tư thì càng ít người làm. Đấy nhá, nếu như chúng ta không có vốn và chúng ta muốn giảm bớt cái rủi ro nặng nề cho chúng ta đi. Đấy, thế thì nhưng mà khi hợp tác với bạn bè người thân thì chúng ta đều phải có hợp đồng hết. Hợp đồng nói bằng mồm rồi vẫn phải có hợp đồng, phải quy định rõ là cái vốn góp là bao nhiêu, tương đương với bao nhiêu phần trăm, lợi nhuận chia thế nào, lỗ chia thế nào. Nếu một trong số những người đấy muốn thoát vốn thì thoát vốn cho ai, thoát vốn vào thời gian nào tối thiểu mới được thoát, thoát bao nhiêu phần trăm hay thoát hết, vân vân, đúng không? Mình phải lường hết được những cái kịch bản như vậy. Chứ còn cứ vỗ vai nhau, ôi tao định mở quán trà chanh đêm mai mày có làm không, ơ thế tao thêm cho tao theo với tao thêm 100 triệu, đến lúc lỗ ra bắt đầu chửi nhau sấp mặt vào đấy, nói nhau không ra một cái hệ thống cống rãnh gì, đúng không? Thì đấy là vì chúng ta không phải là dân chuyên nghiệp. Dân chuyên nghiệp là gì? Viết hợp đồng ra. Đấy, thậm chí không biết viết thuê luật sư người ta viết cho. Lên, đừng có lên mạng tải một cái file xong tải đao xuống xong viết chẳng ai hiểu gì. Chúng ta phải hiểu rõ cái quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi bên, được làm gì, không được làm gì, phải làm gì, lỗ thì thế nào, lãi thì thế nào, thoái vốn thì thế nào, đóng góp công việc thế nào, đúng không? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì như thế thì sau này nó sẽ tránh được rất nhiều các cái rủi ro xung đột trong quá trình công việc. Bởi vì trước đây tôi đã tư vấn cho một cái nhà hàng. Đấy, một cái nhà hàng đấy là làm nó không lỗ nhá, không lỗ chứ không phải là lỗ, làm không lỗ, làm tốt, chỉ có điều không lãi nhiều đấy. Thế nhưng mà hai người cùng góp vốn thì cả hai người này đều rất là chăm chỉ. Thế nhưng vì cả hai cùng chăm chỉ nên là thành ra lại có vấn đề là cái người này làm xong cái người này nhìn lại không thấy ưng, xong rồi cái người này làm xong rồi cái người này lại thì không thấy ưng, cái người A thì không ưng người B, người B không ưng người A, trong lòng cũng không nói ra đâu nhưng cứ ấm ức, đúng không? Mặc dù là hai anh em đều rất là chăm chỉ, cũng đều muốn tốt cho quán thôi. Đấy, những cái rất là đơn giản như vậy, nó bị xung đột về lợi ích, về tình cảm. Thế trước đây cứ đi ăn đi chơi với nhau thì chả sao, nhưng làm ăn thì cãi nhau, đúng không? Đấy, nên phải chuyên nghiệp nhá. Rồi, tôi chỉ khuyên mỗi thế là nếu mà làm cổ đông với nhau, nếu mà hiểu cái điều tôi nói thì nó tuyệt vời lắm. Mình sẽ giảm đi được rất nhiều những cái sự đau đầu. Và sau này thích thì lành làm gáo, mà vỡ thì làm môi, mà lôi thôi thì cho nách, không có vấn đề gì cả. Cứ hợp đồng mà tương, nói với nhau rõ ràng ra thời gian, cách thức xử lý. Ok.
Cái nguồn vốn số 3 là vốn đi vay. Thế thì chúng ta cũng cần phải tính đến cái dòng vốn đi vay nếu như chúng ta thiếu tiền. Thì trả lời cho câu hỏi là vay của ai, vay ở đâu, lãi suất bao nhiêu phần trăm, thời gian vay như thế nào. Đấy. Thế nếu như mà thường thì chúng ta hay vay của người thân để chúng ta không phải chịu lãi. Nhưng mà cái nguồn vốn này cũng rất là rủi ro, bởi vì người thân người ta cho vay 5 tháng, 6 tháng nhưng mà người ta lại sốt ruột lại đòi trước, hay người ta có việc người ta đòi rất là bí, phải rất là cẩn thận nhá. Vay tiền của người thân phải có hợp đồng, phải có thời gian trả lại, chứ không phải là cho vay 6 tháng xong 3 tháng ra cứ đòi hàng nặc. Bây giờ mình chưa có tiền trả làm nào, thế nhưng mà 6 tháng rồi mình không trả thì lại là ở mình. Thế cho nên là cả hai phía mình phải chuẩn, họ cũng phải chuẩn, và phải hợp đồng xong rồi phải chuẩn. Chứ không là lôi thôi lắm, nói chung là không làm thì không sao, làm là lôi thôi lắm. Đấy. Nhá, không đòi được cũng cũng dở, mà đòi được thì cũng dở. À, rồi, người ta nói là đứng cho vay và quỳ đòi nợ thì phải nhớ điều đấy. Nhá. Đấy, thì người thân cho vay thì rất là dễ bị động trong chuyện vốn. À, hạn chế hoặc là không nên sử dụng những nguồn vốn có lãi suất cao hoặc là rất cao như vay nóng chẳng hạn. 2, 3, 4, 5 phân thì rất là kinh khủng. Vì thế là rủi ro rất lớn, nếu mà công việc kinh doanh không thuận lợi thì mình vừa bị thua lỗ ở cửa hàng, mình lại chịu lãi ở bên này, mình áp lực lắm. Đấy, một ngày đẹp trời là tự dưng là toàn bộ tiền của mình sẽ bay hơi, và mình còn nợ lần thêm rất nhiều nữa nha. Nếu mà làm lớn thì mới cần vay đấy, và thiếu tiền thì cần vay, còn lại thì cố gắng là xài tiền túi của mình, tiền dư dư là an tâm nhất. Đấy, còn không thì đi góp vốn cổ đông. Đấy, cũng nên là có dòng tiền dư ra, ví dụ đầu tư 500 triệu thì phải ném vào đấy 600 hay 700, bởi vì sao, mình còn tính chuyện 3 tháng mình kinh doanh, giả sử mà nó không có khách thì sao, mình phải làm marketing như thế nào, mình phải quảng cáo ra sao, thì mình phải có dư độ 200-300 như đấy để mình còn chống đỡ chứ, đúng không? Chứ có 500 ném ra xong thì khách nó không đến thì ngồi mốc mồm thì cũng chết rồi. Đấy, sau này mà làm chuỗi thì mình có thể thành lập công ty, huy động vốn cổ phần, bán cổ phiếu của các nhà đầu tư mạo hiểm. Tất nhiên là cái này thì tôi nói nó vui vui xa xôi một tí cho mọi người cảm thấy có triển vọng thôi. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà các bạn có hàng trăm cửa hàng, 200 cửa hàng và có hướng phát triển tốt, thì sẵn sàng có những người người ta bỏ tiền ra, người ta mua lại chuỗi của mình ngay. À, bởi vì những người có rất rất nhiều tiền bây giờ là trên thị trường Việt Nam cũng như là thị trường châu Á là rất nhiều. Người Nhật, người Hàn, người Thái, người ta sang Việt Nam người ta mua lại các chuỗi rất nhiều. Rồi, thế thì để mà đảm bảo được cái nguồn vốn đầu tư thì tôi khuyên là gì? Tự có là tốt nhất. À, đóng góp thì phải có hợp đồng rõ ràng. Đi vay ngân hàng được nếu có thể, bởi vì cái tín dụng của ngân hàng là cái tín dụng an toàn. Lãi suất nó cố định, nó không 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 bị thổi phồng lên. Đấy, và tính dòng tiền nó phải dư dư ra một chút, và kiểm soát tài chính thật là chặt cho đến khi nào chúng ta lấy được hết vốn về rồi thì thôi, thì lúc đấy chúng ta có thể bung bét, có thể không gọi là quá kỹ cũng được, nhưng mà trước khi đạt điểm hòa vốn chúng ta phải tính rất chặt. Còn sau khi đạt điểm hòa vốn thì chúng ta vẫn chặt thì càng tốt để chúng ta phát triển các điểm mới, hay còn nếu không thì chúng ta có thể dễ dàng hơn một chút, được chưa ạ? Rồi, một nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.